Xin kính chào quý bà con đã đến với kênh Siêu thị Nông nghiệp. Thì hôm nay em sẽ cập nhật lại đến quý bà con một số mặt hàng của công ty BioCoop cũng như là công ty An Phát Nông ha, và sẽ báo giá đến quý bà con từng sản phẩm em với con. Thì đối với công ty BioCoop thì có dòng full size 500 SG, thì đây là cái dòng TC Conazon dạng sữa em với bà con, chuyên quản lý đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, đậu ôn nhánh vé. Thì một chai full size này là 150.000 ha. Cái dòng thứ hai là cái dòng phi pha tớp. Phi pha tớp thì đây là cái chai chuyên quản lý về lem lép, lép đen, lép vàng ha. Thì giá là 180.000. Công thức là Asotubin và Lucy Lazon nha quý bà con. Cái sản phẩm thứ ba là cái dòng hy tớp. Hy tớp là cũng quản lý về vấn đề mà lem lép, đậu ôn hay không. Thì chai phi tớp này công thức khá là mới là Bigat Colochubin. Thì chai phi hy tớp này là 160.000 một chai ha. Cái sản phẩm thứ ba, cái sản phẩm Combilut, đây là một cái dạng combi, những cái chất trung vi lượng giúp cho cái bộ lá cây chúng ta nó xanh dày và hạn chế tình trạng cháy lá. Thì đối với chai Combilut này là 120.000 một chai. Sản phẩm thứ tiếp theo là cái dòng Mafit. Mafit đây là một cái chất Mabiwat và Logit giúp cho cái cây lúa chúng ta nó ngắn lóng, cứng cây, cũng như là nở bụi tốt ha. Thì một chai Mafit như thế này là 165.000 ha quý con. Dòng sản phẩm tiếp theo là Kahikin. Kahikin thì cái công dụng của nó là kích đồng, giúp bộ lá chúng ta xanh mướt dày, hạn chế tình trạng cháy lá, kích đồng to ha. Thì một chai Combilut này, một chai Kahikin 125.000 ha quý con. Sản phẩm tiếp theo là cái dòng Tifina. Đây là một cái dòng chuyên quản lý về gầy phấn trắng, sau cuốn lá cũng như là gầy nâu, chứa hai hoạt chất là Thiamethoxam và Chlorpheniramine ha. Đó, một chai Tifina như thế này là 190.000 ha quý con. Đó. Thì đây là những cái mặt hàng của công ty BioCoop ha. Tiếp theo là những cái mặt hàng của công ty An Phát Nông. Thì cái gói đầu tiên là cái gói Supercat. Đây là một cái chất điều hòa sinh trưởng thế hệ mới ha quý con. Giúp cho cái cây chúng ta ra rễ mạnh cũng như là chống chịu lại với những cái thời tiết bất lợi ha. Thì một gói Supercat này là 72.000 phun cho 200 lít nước. Thì gói Supercat này có gói nhỏ nha quý con. Thì gói nhỏ là 15.000 chúng ta phun cho một bình máy ha. Sản phẩm thứ tiếp theo là cái hàng trụ thép cải tiến. Đó, trụ thép cải tiến. Thì trụ thép cải tiến này công thức cũng là Mabiwat cho Logit ha. Thì một chai trụ thép như thế này là 125.000. Thì chúng ta có thể sử dụng là 6 bình máy ha, để giúp cho cây lúa chúng ta nó ngắn lóng, hạn chế đổ ngã cũng như là cái giúp bộ rễ chúng ta nó phát triển mạnh ha. Cái dòng tiếp theo là cái dòng nano kẽm. Em còn đây nano kẽm. Thì đây là cái dạng kẽm 700, hàm lượng khá là cao ha. Thì dạng kẽm thì giúp cho cái lá chúng ta nó xanh dày cứng, cũng như là hạn chế tình trạng cháy lá. Đặc biệt nano kẽm này nó kích kháng cho cái cây trồng của chúng ta nó hạn chế lại với những cái nấm bệnh gây hại ha. Thì một chai nano kẽm này là 140.000 hay với con đó. Cái dòng tiếp theo là cái dòng full size. Thì công ty An Phát Nông cũng có dòng full size ha, GC Conazon 500 đó. Thì một chai full size này quản lý về vấn đề là đậu ôn cổ bông, đậu ôn lá, đậu ôn nhánh vé. Thì một chai full size này là 150.000 hay với con. Sản phẩm tiếp theo là cái dòng Reaba sữa. Reaba sữa thì một chai là 95.000. Thì đây là một cái chất điều hòa sinh trưởng. Đây, nó vừa có Reaba và có rất là nhiều cái chất trung vi lượng hay không. Đây, vừa kéo nhanh nhưng mà nó giúp cho cái cây chúng ta nó mập ha. Thì một chai Reaba sữa như thế này là 95.000 hay với con. Tới những cái dòng sản phẩm bệnh như là AHA, Happy God, kết hợp ba hoạt chất là Asotubin, Phenoxanin và Hexaconazole ha. Thì cái chai AHA Happy God là 295.000 cho một chai ha. Cái dòng sản phẩm tiếp theo là cái dòng Tuplut. Tuplut đây là một cái dạng thuốc bệnh chứa hai hoạt chất mà dạng sữa con, nó sạch cây, sạch bệnh mắc cây, xanh cây. Thì hoạt chất của nó là Asotubin và Hexaconazole.
đó. À, quản lý về len, vấn đề là lem lép nè, đấm dằn, đỡ ôm cổ bông đó. Thì một chai tấp lút như thế này là 310.000 ha. Sản phẩm tiếp theo là cái dòng Vin Mờ đó, Vin Mờ của An Phát Nông. À, thì cái chai Vin Mờ này là 170.000 ha quý con. Hexaconazole lên tới 100g trên 1 lít là 10% ha. Rồi một chai Vin Mờ này sử dụng cho 20 bình máy tầm khoảng 170.000, quản lý những cái vấn đề như là độ quản lý những vấn đề như là lem lép nè, đấm dằn nè, thăng thư và gỉ sắt ha. Cái dòng tiếp theo là cái dòng Happy. Happy cũng chứa ba hoạt chất em con, acetubin, troponazole và gabinet đó. Nhưng cái Happy này nó vừa quản lý bệnh mà nó dưỡng cái bộ lá của chúng ta nó xanh dày. Hiểu không? Thì một chai Happy này là 230.000. Sản phẩm tiếp theo là Argon 620. Đó, Argon 620. Thì Argon 620 nó tới ba cái thể tích ha, là 400ml. Nhãn trên lúa ha, và chai nửa lít, và đây là một chai 1 lít ha. Thì đối với chai 1 lít là 285.000. Sử dụng cho khoảng 800 lít nước. Thì cái chai Argon 620 quản lý rất là nhiều cái đối tượng như là nước thăng, xì mũ, thối rễ, ức chế tiến trùng gây hại trên cây trồng, thấy không con? Đó. Đây một chai 1 lít là 285, chai nửa lít là 150, thấy không con? Cái dòng tiếp theo là cái dòng Baclo Butazon. Đó, Baclo sữa 2500. Thì chai Baclo sữa này là 265.000 ha. Đó. Kích mầm cho mầm hoa chúng ta nó ra một cách trồng lọt hơn ha, chống ngạn hoa. Tiếp theo là cái dòng Nutri hạt tiêu. Nutri hạt tiêu đây là một cái chất dinh dưỡng được nhập khẩu từ Tây Ban Nha ha, chứa 13 dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng, giúp cho cây trồng chúng ta nó ra đập mạnh cũng như là nuôi trái lớn trái nhanh ha. Thì một chai Nutri hạt tiêu này là 160.000, sử dụng cho khoảng 400 lít nước hết mới còn. Tiếp theo là cái dòng Caletwell đây là một cái sản phẩm chuyên kéo đọt, kích rễ mạnh cũng như là nuôi trái lớn nhanh, hiểu không? Về công thức của nó là đạm, lăng, kali, acid humic hữu cơ và rất là nhiều các chất trung lượng ha. Đó. Thì Caletwell này là 220.000, sử dụng cho 400 lít nước, hiểu không? Sản phẩm tiếp theo là cái dòng Nano K cộng. Thì Nano K cộng đây là một cái dạng kali hữu hiệu đạt tới 30%. Đối với trên cây lúa thì giúp cho lúa chúng ta nó sẽ giàu gạo tốt hơn, nhanh hơn, giàu gạo tới cậy ha. Còn đối với cây ăn trái thì giúp cho cái phẩm chất trái chúng ta nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao, đẹp da cũng như là ngọt trái ha. Thì một chai Nano K cộng này là 140.000, thấy không con? Tiếp theo là cái những cái vấn đề về sâu rầy ha. Thì ở đây có cái chai Thành Công chuyên quản lý về vấn đề sâu đục thân, cũng như là sâu cuốn lá, sâu ăn lá ha. Thì chai Thành Công này là 150.000, sử dụng cho 400 lít nước. Cái chai tiếp theo là cái chai G-Hino. G-Hino là sự kết hợp ba hoạt chất em con, là lufenuron, sibecmurin và emamectin ha. Thì quản lý rất là mạnh về vấn đề sâu cuốn lá cũng như là nhện giá. Thì một chai như thế này, chai G-Hino là 175.000, chúng ta sẽ thể sử dụng từ 8 đến 10 bình máy ha. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng Hello One chuyên quản lý gẹ phấn trắng, gẹ nâu, gẹ xanh, hiểu không? Thì một chai Hello One này chứa ba hoạt chất ha, gồm phenobarbital, buprenorphine và thiamidoxan ha. Quản lý gẹ lưng trắng, gẹ phấn trắng, gẹ xanh cũng như là gẹ nâu ha. Thì một chai Hello One là 180.000, hiểu không? Đó. Có một dạng gầy đặc biệt nữa là cái gói Melino. Đó, Melino thì nó quản lý về vấn đề bọ chỉ, gầy xanh, gầy phấn trắng, gầy nâu rất là hiệu quả ha. Thì một gói Melino này là 30.000, có thể sử dụng cho một bình máy ha mấy con. Thì đây là tất cả các mặt hàng của công ty BioCup cũng như là công ty của An Phát Nông ha. Thì quý bà con nào có nhu cầu sử dụng hoặc là có thể quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ đến em qua số điện thoại là 0975756463. Thì ở đây em sẽ tư vấn cụ thể cho quý bà con và đồng thời có gửi hàng ship hàng
đến cho những quý bà con ở xa sử dụng ha. Dạ xin kính chào.